Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải cái phần mềm để quay được video màn hình dành cho điện thoại Android hoặc là iPhone. Thì các bạn sẽ vào CH Play, các bạn sẽ gõ là AZ Screen Recorder. Đấy. Ghi màn hình, quay màn hình. Thì đây, các chức năng của nó đây. Thì các bạn sẽ chỉnh độ phân giải như thế này. 1920 x 1080. Tốc độ khung hình thì các bạn sẽ chỉnh là 60 fps. Đấy, để ghi âm. Thì nó sẽ có vào mục thư mục thì chúng ta sẽ xem lại được video đây. Có thể là chỉnh sửa luôn ở trên này. Đấy. Thì đấy là một cái ứng dụng để quay video màn hình. Tiếp theo là mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái ứng dụng để tạo được cái logo như thế này. Logo này. Như các bạn nhìn thấy mình đang sử dụng di chuyển ở trên màn hình này. Đấy. Thì các bạn sẽ gõ. Phần mềm PicsArt. Thì đây là tạo và ghép ảnh, chỉnh sửa ảnh. Cái ứng dụng này thì mình thấy rất là hay. Thì chúng ta sẽ tải cái ứng dụng này về và chúng ta sử dụng. Đấy. Thế là chúng ta đã có được hai cái ứng dụng để quay được video màn hình tốt nhất cho điện thoại. Chúc các bạn thành công.